Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp bên trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Hôm nay là vào ngày thứ sáu cuối tuần trên thị trường thì bên trung tâm đào tạo Forex cũng chia sẻ gửi đến cho nhà đầu tư những cái giao dịch thực tế của bản thân của chúng tôi trên thị trường để nhà đầu tư có thể theo dõi và đánh giá được các giá trị thực tiễn trên thị trường. Thì tôi không biết trên thị trường này như thế nào, nhưng trong suốt thời gian 3 năm qua trên thị trường giao dịch Forex này, tôi là người duy nhất ở trên thị trường này, mỗi ngày tôi đều live stream trực tiếp để chia sẻ cho mọi người. Và tôi có khuyến cáo toàn bộ tất cả những ai tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này tuyệt đối không được nhìn vào bất kỳ một cái hình chụp nào trên thị trường này, bởi vì vấn đề chúng ta có thể thấy được những cái Photoshop trên thị trường và toàn bộ các giá trị về lịch sử giao dịch của bản thân tôi giao dịch ở trên thị trường đều live stream trực tiếp sâu full tài khoản tại website của bản thân chúng tôi. Thì chúng tôi chia sẻ cho đến nhà đầu tư một giá trị để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Và khi mà các bạn đến với website đào tạo forex.com của bản thân tôi trên thị trường, thì nhà đầu tư có thể thấy rõ được những cái video bản thân tôi cứu lại trên thị trường. Và khi các bạn đến thì nhà website của bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex, ngoài những video cứu lệnh thì các bạn còn thấy chúng tôi show full tài khoản xuất nguyên lịch sử giao dịch và giao dịch Forex hàng ngày qua các kênh như là nhà Facebook, YouTube. Và sắp tới đây thì sẽ có một kênh mới ở trên thị trường giao dịch Forex sẽ lưu toàn bộ tất cả những cái live stream giao dịch của bản thân tôi và tất cả các hoạt động của bản thân website tôi trong suốt những thời gian qua trên đó để gửi đến đầu tư để nhà đầu tư nhìn nhận được và đánh giá được rõ các giá trị vấn đề trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng gì nhỉ? Chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta chỉ có nhìn nhận về các con số. Chúng ta là những nhà giao dịch Forex thì bản thân chúng ta phải thấy được rõ những tài khoản, phải thấy được rõ bất kỳ một ai trên thị trường này chứng minh về năng lực của họ trên thị trường. Chỉ có một thứ giá trị duy nhất trên thị trường để bản thân tôi hay bất kỳ một ai đó nhìn nhận, đó là nhà năng lực thực tế giao dịch ở trên thị trường. Phải có thời gian đánh xuyên suốt trên thị trường và thì chúng ta phải xác định được đâu là những cái giá trị mà chúng ta cần đánh giá trên thị trường, chứ không phải những cái hình chụp vứt ra mà bản thân chúng ta không có đánh giá được. Đó là gì nhỉ? Cơ sở, đó là tài khoản của ai, rồi đó là gì nhỉ? Đó là tài khoản demo hay là tài khoản live trên thị trường còn vững lạnh hay không ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải theo dõi và cần phải đánh giá được. Tôi chia sẻ để gửi đến nhà đầu tư về những tất cả những cái giá trị này ở trên thị trường, và tôi mong muốn rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường, các bạn phải hiểu rõ vấn đề này. Xin lỗi cả các bạn đến với cả website đào tạo Forex của bản thân chúng tôi tự hào và chúng tôi tự tin chứng minh tất cả mọi giá trị ở trên thị trường đầu tư Forex này cho bản thân các bạn thấy rõ về điều này. Tất cả những giá trị chúng tôi truyền tải đến nhà đầu tư đều có giá trị về căn cứ để cho các bạn theo dõi, các bạn đối chứng, và đều có giá trị để cho các bạn thấy được những cái minh chứng của bản thân chúng tôi, không phải là chỉ có lời nói mồm trên thị trường. Nhà đầu tư có thể thấy rõ được tất cả các video về đầu tư coin trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex của bản thân chúng tôi, về những tư vấn về các giá trị về chiến lược trên thị trường, rồi về những cái giao dịch bản thân tôi giao dịch ở trên thị trường như thế nào, hàng ngày như thế nào. Xin lỗi cả các bạn, tôi không thích giống như những bọn ngoài kia sử dụng ba cái tài khoản demo che đi tài khoản để gì nhỉ, lên tư vấn ba này kèo một kèo hai đeo một đeo hai đeo ba, xong rồi qua cặp này cặp nọ đánh bao nhiêu cặp trên thị trường. Tôi chỉ có một giá trị duy nhất để gửi đến thị trường là tôi giao dịch thẳng thực tế và chia sẻ cho cộng đồng một giá trị để nhà đầu tư tự nhìn nhận và đánh giá được. Nhà đầu tư phải hiểu rõ rằng để giao dịch và để có thể tồn tại được ở trên thị trường là cả một chuỗi thời gian rất là khó trên thị trường, và hàng nghìn cái video tôi chia sẻ đến cho cộng đồng luôn luôn lặp đi lặp lại những giá trị nguy hiểm ở trên thị trường và cần phải có thời gian để mà thích nghi. Không bao giờ tôi dám nói cả bất kỳ một ai đi đến gặp bản thân tôi ở thị trường này là dễ hoặc là có thể tạo ra giá trị lợi nhuận. Xin lỗi, đéo có vụ học 2-3 bữa ra để có thể kiếm được ra tiền. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được cho thật kỹ để mà tôi có được một ngày hôm nay, để mà tôi chia sẻ được một ngày hôm nay, có để mà tôi chứng minh tự tin để cho mọi người nhìn nhận được thấy cái giá trị này trên thị trường. Thì tôi đã phải trải qua quá trình tôi luyện tập trên thị trường này rất là nhiều, và tôi đã phải làm được nhiều hơn như vậy thì nên tôi mới có thể tự tin đi ra ngoài để
chia sẻ để mà gì nhỉ, chứng minh ở trên thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi, đéo có vụ là nhỉ, công không mà đòi free ở đây, ở trên thị trường này. Tôi phải trả giá bằng giá trị về thời gian, tôi phải trả giá về giá trị bằng tiền bạc, tôi phải trả giá về giá trị về công sức và cả đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân mình thì tôi mới có được cái sự thành công như ngày hôm nay. Ở đâu ra mà có free ở trên thị trường này? Xin lỗi cả các bạn. Các bạn thích free, các bạn có thể lên tất cả các sàn Forex đều có các lớp dạy free ở trên thị trường. Và tôi cũng đéo thích rót phễu ở trên thị trường này. Các bạn có thích những khóa 200-300k, các bạn có thể đi ra ngoài, các bạn học ở trên thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi cả các bạn. Chỉ có một thứ giá trị duy nhất tôi truyền tải đến cho nhà đầu tư đó nhỉ. Tôi chứng minh được về khả năng của bản thân tôi, tôi chứng minh được về giá trị của bản thân tôi và tôi chứng minh được kiến thức của bản thân tôi trên thị trường. Chính vì thế tôi sẽ phải chọn lựa những người để đồng hành cùng với cả bản thân tôi. Xin lỗi, không có một đứa nào, không có bất kỳ một ai trên thị trường giao dịch Forex này dám làm điều này giống như bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này. Và tôi khẳng định là các bạn luôn là nhỉ, tất cả những giá trị kiến thức mà tôi truyền tải cho học viên tôi, tất cả bất kỳ một ai đã học của bản thân tôi, cho dù có thích tôi hoặc là không có thích tôi đi chăng nữa, thì đều phải công nhận một thứ rằng nhỉ, tôi vận dụng vào trong thực tế và sử dụng chính tài khoản của bản thân mình để đánh cho toàn bộ học viên tôi theo dõi. Và thì biết được điều này, tôi chẳng có việc gì phải ngại ngần khi mà gì nhỉ, ra bên ngoài để mà này nọ. Bởi vì vấn đề nhỉ, tôi sẵn sàng và gì nhỉ, tôi rất là thoải mái trong vấn đề gì nhỉ, chia sẻ về những cái giá trị mà gì nhỉ, bản thân tôi cảm thấy được thì tôi chia sẻ, không được thì xin lỗi cả các bạn. Next, đó là điều mà gì nhỉ, tôi đi ở trên con đường này và gì nhỉ, tôi sống theo ý thích của bản thân tôi, chứ nếu phải tôi sống theo ý thích của thằng này hay thằng kia ở trên thị trường. Bởi vì vấn đề nhà tôi cũng chẳng biết ngoài kia có bao nhiêu dạng người, hoặc là ngoài kia có bao nhiêu con người kiểu này hay kiểu nọ. Xin lỗi cả các bạn. Các bạn thích thì các bạn làm theo những cái giá trị mà các bạn cảm thấy được. Còn tôi làm theo những giá trị mà bản thân tôi cho rằng đó là được so với cả chính mình. Thì khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, các bạn phải có thời gian để các bạn tồn tại. Các bạn phải có thời gian để các bạn minh chứng và các bạn phải có thời gian để các bạn thấy rõ được các giá trị năng lực của bản thân chính các bạn trên thị trường giao dịch Forex này. Còn khi mà các bạn đốt cháy giai đoạn, các bạn chỉ lao vào lợi nhuận và thì các bạn không chịu hoàn thiện bản thân các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này, thì có phương pháp rời đi chăng nữa thì các bạn cũng chỉ là người tử nạn này mà thôi. Các bạn phải hỏi lý do tại sao trên thị trường giao dịch Forex này chúng nó chỉ có chụp hình bằng điện thoại mà chúng nó không bao giờ cho các bạn thấy rõ được một giá trị đó là nhỉ, chúng đang vận dụng vào trong thực tế có được hay là không. Thì đấy mới là điều để các bạn nhìn nhận, đấy mới là chiếc chìa khóa để các bạn xem. Hay là bản thân các bạn chỉ thích đi nhìn và gì nhỉ, muốn có được lợi nhuận và đi tìm phương pháp. Xin lỗi cả các bạn, các bạn có phương pháp rời nếu mà các bạn không có kỹ năng giao dịch, các bạn không có thời gian để các bạn tích lũy về kinh nghiệm, các bạn không có thời gian để trải nghiệm về những va vấp để các bạn có thể nhìn nhận ra được từng giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này, thì đéo có bất kỳ một ai hay một điều gì hoặc một công cụ nào có thể giúp được cho các bạn. Đây là điều mà tôi khẳng định với cả các bạn về điều này. Xin lỗi cả các bạn, sách vở ngoài kia thì rất là nhiều, nhưng bao nhiêu người có thể vận dụng được kiến thức vào trong thị trường thực tế? Đó mới là thứ giá trị mà gì nhỉ, tôi hay bản thân các bạn cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Đó, đấy mới là điều mà các bạn nhìn thấy. Xin lỗi cả các bạn, khi các bạn vào đến website đào tạo Forex của bản thân tôi, tất cả mọi minh chứng của tôi ở trên thị trường giao dịch Forex này không phải chỉ là một hoặc hai bữa hay là gì nhỉ, chỉ một hay hai lệnh trên thị trường, mà đó là nhờ nó là cả một quá trình mà bản thân tôi đã phải gì nhỉ, nỗ lực hoàn thiện, đã phải nỗ lực để chứng minh với cả cộng đồng trong suốt nhiều thời gian qua trên thị trường giao dịch Forex này. Chính vì thế khi các bạn nhìn vào những giá trị mà tôi chia sẻ truyền đạt và nhà những giá trị mà bản thân tôi gửi đến nhà đầu tư, chỉ có đúng một chiếc áo ba lỗ này và nhà tâm lý của tôi rất là thoải mái, tự tin ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tại sao tất cả những tin NF ra trên thị trường tôi đều gọi học viên của bản thân mình ngồi để mà theo dõi chính bản thân tôi giao dịch ở trên thị trường? Thì đấy mới là điều mà các bạn thắc mắc. Còn tất cả những thằng chuyên gia Forex ngoài kia, tất cả những thằng gọi là á quân hay là thi thế giới thế này thế nọ trên thị trường, đã có ai chứng minh bằng thực tế cho các bạn thấy chưa? Đấy mới là điều các bạn nhìn nhận. Tôi không cần quan tâm đến ở bên ngoài đang như thế nào, tôi chỉ cần quan tâm đến thứ giá trị tôi dành cho những ai tin tưởng bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex hay bất kỳ một thị trường đầu tư nào trên đây. Xin lỗi cả các bạn, tất cả mọi giá trị về đầu tư trên thị trường, ngay cả thị trường Forex hay thị trường chứng khoán hay ngay cả thị trường coin và rất nhiều các thị trường về đầu tư khác, tất cả những người học viên đã trải
trải mấy gì nhỉ, đã đồng hành trải trải qua trên thị trường này mấy cả tôi, họ đã đều có những giá trị để mà họ nhìn nhận và họ đánh giá được những đấy. Điều đó, xin lỗi cả các bạn, những lời nói vô căn cứ là những thứ mà tôi đéo bao giờ cần quan tâm. Bởi vì có một thứ giá trị duy nhất ở trên thị trường này, đó là nhờ giao dịch bằng thực tiễn trên thị trường. Hàng ngày tôi sẽ chứng minh về những điều này. Không những là nhờ trong suốt 3 năm qua và trong những ngày kế tiếp, những tháng kế tiếp và những năm kế tiếp ở trên thị trường, tôi sẽ chứng minh chứng về điều này cho mọi người sẽ thấy. Và xin lỗi cả các bạn, càng đi ở trên thị trường giao dịch Forex này là gì nhỉ? Mọi người sẽ càng thấy một một đào tạo Forex sẽ hoàn toàn khác. Và gì nhỉ? Sẽ thấy bạn một bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này sẽ chỉ có một thứ giá trị gì nhỉ? Chia sẻ với cả các bạn đều có giá trị căn cứ để các bạn theo dõi, nhìn nhận và đánh giá được, chứ không phải nhỉ? Chúng tôi truyền tải đến cho các bạn một một thứ giá trị vô căn cứ ở trên thị trường giao dịch Forex này. Và tôi không cần quan tâm đến xung quanh đang làm những vấn đề gì hoặc là đang những tác động những vấn đề gì. Bởi vì xin lỗi cả các bạn, nếu mà tôi đéo có năng lực giống như những cái thằng khác ở trên thị trường này thì tôi mới mới phải sợ. Còn xin lỗi cả các bạn, đấy chỉ là những cái cách mà thì nhà các bạn đang hỗ trợ tôi trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi xin cũng xin chân thành cảm ơn về những điều mà các bạn đang làm. Bởi vì nhờ những cái điều đó mà thì nhà bản thân tôi họ đã tò mò, họ đến tìm đến và họ đã nhìn nhận và họ tự đưa ra những giá trị riêng cho bản thân họ. Xin lỗi cả các bạn, cho dù 1.000 người đến gặp bản thân tôi, chỉ có một người thích tôi thì đó mới là người mà tôi cần. Đéo cần phải đi nhờ 1.000 người đến gặp bản thân tôi, hết cả 1.000 người thích tôi, đấy là thứ giá trị tôi không có cần. Bởi vì tôi không cần những người đi nhờ tham lam trên thị trường, tôi không cần những người nóng vội trên thị trường, tôi cũng không cần những người gì nhờ chỉ thích sự hời hợt ở trên thị trường đầu tư, mà tôi cần những người hiểu rõ giá trị của sự thành công, hiểu rõ giá trị của sự đồng hành để mà gì nhỉ, cùng tôi bước đi ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi càng đi thì tôi càng vững chắc ở trên thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi cả các bạn, tôi không có vụ là gì nhỉ, ra bên ngoài để mà kiếm vài ba đồng cắt bạc lẻ ở trên thị trường này. Xin lỗi cả các bạn, đừng có mà gọi điện cho bản thân tôi rồi kêu gì nhỉ, tôi có muốn làm IB rồi hợp tác hay thế này hay thế nọ hay không. Xin lỗi cả các bạn, trong bước đường của bản thân tôi phát triển, tôi đéo thích làm IB cho bất kỳ một sàn giao dịch Forex nào. Và thì nhà tôi từ rất lâu rồi, tôi cũng đéo bao giờ đã thích đánh ủy thác, tôi cũng đéo bao giờ thích mở tài khoản để mà gì nhờ cho bất kỳ một ai để tôi ăn tiền com trong đấy. Bởi vì nhà tôi đã chứng minh được cho cộng đồng thấy rõ về các giá trị tôi có thể đánh từ tài khoản nhỏ lên đến lớn, và nhà tôi có thể cứu được các tài khoản khác nhau ở trên thị trường này về để chứng minh cho cộng đồng. Thế nên tôi cần quái thì phải gì nhỉ, phải đi làm IB cho bất kỳ sàn nào, tôi cần quái thì phải đánh ủy thác hoặc là đánh tài khoản farm hay là vứt lên gì nhỉ MQ5. Xin lỗi cả các bạn, tôi biết đánh, tôi đéo cần phải gì nhỉ dương lên ở trên đấy để làm gì, để tự dưng gì nhỉ cho những thằng khác đi vào đấy để đi copy lệnh cho tôi để mà gì nhỉ copy lệnh của tôi để kiếm vài ba đồng hay sao. Xin lỗi cả các bạn, tôi thà tôi biết đánh một mình và gì nhỉ tôi tự giao dịch để cho, xin lỗi cả các bạn, để cho những cái thằng tào lao ngoài kia đéo biết đánh, đéo có đường để mà gì nhỉ có thể thì nhờ copy lệnh của bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này để mà đi bị bợm bên ngoài. Nếu mà tôi đéo biết đánh thì đéo có vụ gì nhỉ, hàng ngày tôi giao dịch, tôi liên tiếp giao dịch ở trên thị trường để chứng minh về những giá trị đấy trên thị trường. Xin lỗi cả các bạn sử dụng bất kỳ tiểu xảo nào đối với mấy cả bản thân tôi, chẳng nhẽ tôi trong thị trường này đâu phải là nhờ một hai bữa, chẳng nhẽ tôi mới vào thị trường này chỉ có một hai lần giao dịch, tôi ở trên này và đã chia sẻ cho cộng đồng rất là nhiều giá trị. Và bản thân tôi khẳng định cả mọi người rằng các giá trị tôi truyền tải đến cho cộng đồng là những giá trị mà gì nhỉ không một thằng nào từ trong và ngoài nước này dám chứng minh cho bản thân. Các bạn thấy rõ về điều đó trên thị trường, và các bạn thấy rõ đó, khi mà đánh mấy con nửa lót một lót trên thị trường thì chúng nó nói là gì nhỉ, quản lý vốn đéo đúng. Quản lý vốn đéo đúng là ở đâu, là bản thân các bạn kiến thức các bạn có chứng minh được vào trong thực tế hay là không, các bạn có khả năng giao dịch hay là không, chứ không phải là khối lượng của bạn các bạn bao nhiêu. Đầy video tôi đánh 5 lót, đầy video tôi đánh là 10 lót hoặc 15, 20 lót tôi đã gửi đến cho cộng đồng trong suốt gần 3 năm qua. Cũng đầy video tôi đánh từ tài khoản nhỏ đi lên lớn. Và cũng đầy video tôi cứu tài khoản tôi truyền tải đến cho cộng đồng, chứ không phải nhỉ, chỉ là một vài ba cái hình chụp vớ va vớ vẩn này. Xin lỗi cả các bạn. Ngay từ bước ban đầu tôi bước vào trong thị trường này, tôi đã đéo thích show hình chụp rồi. Mà ngay từ bước ban đầu trên thị trường giao dịch Forex này, tôi đã định hình bản thân tôi sẽ phải gì nhỉ chia sẻ cho cộng đồng để cộng đồng nhìn thấy rõ và gì nhỉ hiểu được rõ thị trường này nó nằm ở đâu,
Và thì nhà những thằng đi buôn bán về kiến thức nó không có khả năng giao dịch thì chúng ta nhận định như thế nào và những sàn đều như thế nào và gì nhỉ? Những thằng ra đây đánh ủy thác là như thế nào? Xin lỗi cả các bạn, rất là nhiều các video tôi chia sẻ đến cho cộng đồng và gì nhỉ? Tôi dám đụng chạm hết bởi vì vấn đề nhỉ? Tôi tự tin vào năng lực của bản thân mình và gì nhỉ? Tôi chẳng sợ thua bất kỳ một cái vấn đề gì hết. Tôi chỉ sợ thua duy nhất là nhờ vào bản thân mình. Ai mà thắng thì xin lỗi bạn, đó chính là người thầy của bản thân thân tôi, chứ không phải là nhờ thắng thì tôi cảm thấy nhục nhã. Mình chỉ nhục nhã khi mà bản thân mình không có khả năng giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này, và mình chỉ có cảm thấy nhục nhã khi mà bản thân mình không giao dịch được mà dám đi ra ngoài chia sẻ ở bên ngoài, thì đó mới là điều mà tôi phải ngại ngần và phải cảm thấy đáng sợ nhất. Còn đâu khi mà bản thân tôi làm được thì tại sao tôi đéo phải làm được, thì tại sao tôi làm được, tôi chứng minh được, thì tại sao tôi không đi ra đi dạy được? Xin lỗi cả các bạn, chẳng nhẽ tôi lại để cho những thằng ngu kia đi ra đi dạy để mà bịp bợm cho mọi người à? Xin lỗi cả các bạn. Các bạn càng đi trên thị trường này thì các bạn sẽ thấy một thứ như cái kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra. Và đi nhờ trong suốt quá trình nhiều năm trên thị trường, tôi đã đụng với rất là nhiều những cái kẻ mà này nọ trên thị trường, và không phải chỉ có một hai lần. Và xin lỗi cả các bạn, những cái thứ mà tào lao đấy nó chỉ là những thứ rất là nhỏ. Mục đích của chúng ta có chứng minh được hay là không, đó mới là thông điệp mà tôi truyền tải đến cho cộng đồng. Trong thời gian tới sẽ có hàng nghìn video chơi live của bản thân tôi sẽ truyền tải đến cho cộng đồng, và gì nhỉ, cộng đồng sẽ thấy được gì nhỉ, tất cả những giá trị mà tôi chia sẻ chứng minh trong suốt nhiều năm qua và sẽ còn nhiều năm tới trên thị trường. Và tôi cảm ơn tất cả những anh em học viên đã đồng hành với cả bản thân tôi trong suốt những quá trình mà tôi phát triển cho đến nay, và gì nhỉ, đã hỗ trợ cho bản thân tôi rất là nhiều trong con đường mà bản thân tôi đang đi ở trên thị trường giao dịch Forex này. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường. Tôi hẹn toàn bộ anh chị em học viên của bản thân mình vào đầu tháng 6, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2019 tại thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi lại tiếp tục gặp nhau ở tại đấy và gì nhờ để mà phát triển. Và gì nhờ tôi xin chân thành cảm ơn tất cả rất là nhiều những anh chị em trong suốt những thời gian qua, tuy là chưa phải là học viên bản thân tôi, đã gọi điện hỗ trợ cho bản thân tôi và nhờ đã có những cái thông điệp mà làm cho tôi rất là vui mừng đến. Và thì nhờ họ đã chia sẻ hỗ trợ cho tôi trên cái con đường về đầu tư Forex này rất là nhiều. Và xin chân thành cảm ơn mọi người và chúc mọi người giao dịch thành công. Và tôi chỉ có một thứ để gửi gắm đến mọi người, đó là nhà giao dịch được thì phải chứng minh được, chứ không phải giao dịch được thì nói mồm hoặc là hình chụp. Xin lỗi, cái thứ đấy là cái thứ lừa đảo trên thị trường giao dịch Forex này. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư giao dịch thành công. Giao dịch được thì phải chứng minh được, chứ không phải giao dịch được thì nói mồm hoặc là hình chụp. Xin lỗi, cái thứ đấy là cái thứ lừa đảo trên thị trường giao dịch Forex này. Website đào tạo Forex.